Hôm nay bếp nhà mình sẽ làm cà ghi chay nha cả nhà. Cà ghi chay này thì rất là dễ làm luôn, mà mình ăn chay á cũng rất là ngon luôn nè. Thì rau thì mình hái ở nhà luôn. Cái món cà ghi chay này á thì rất là nhiều người thích. Các bạn nào mà yêu thích thì bắt tay vào làm với mình nha. Các nguyên liệu thì mình có là một củ khoai lang và khoai tây, cà rốt, đậu hũ. Mình có thêm là nghệ và với một xíu nữa cái màu dầu điều quá các bạn, và xả xíu nữa nước cốt dừa. Gia vị thì mình nêm theo khẩu vị gia đình nhà mình nha. Các bạn muốn làm cái cà ri chay này mà bằng khoai mì á thì mình sẽ bào khoai mì ra, mài ra rồi mình sẽ dò viên ra mình nấu, nó cũng rất là ngon luôn. Hôm nay mình không có gặp khoai mì, mình đi mình gặp khoai lang, cho nên mình mua một củ khoai lang này mà nửa ký á. Thấy nó như vậy nhưng mà nó rất là nặng luôn nha. Đang nấu này mà trời chỉ mưa ổng gầm sấm chớp quá chừng lớn luôn. Bây giờ mình sẽ cắt hết thành khúc hết trơn luôn để một lát mình nấu cho dễ á. Và mình sẽ dùng 3 miếng. Cái này gọi là cái gì ta? Tự nhiên quên vậy ta. Sườn non. Gọi là sườn heo, mình gọi là thịt heo cũng được. Các bạn sẽ cắt ra làm 4. Một miếng mình cắt ra làm 4 ha. Và mình nấu được cái nồi cà ri chay ngon lắm nè. Và mình sẽ ướp cái gia vị, mình cho xíu bột nghệ vô cho nó có cái màu vàng vàng á. Và mình sẽ nêm gia vị vô ha. Thì tùy theo khẩu vị của gia đình nhà mình, thì các bạn ăn mặn hay ngọt hay ăn vừa phải thì các bạn sẽ nêm theo gia vị nhà mình nha. Chứ nhiều người, mỗi một người một cách nấu ăn riêng, mỗi một người nêm mặn nêm lạt tùy theo nữa, cho nên mình không có để cái nguyên liệu nêm ở trên này nha. Thì lúc này mình sẽ ướp thêm đậu hũ vô luôn, các bạn sẽ ướp cho nó thấm và nó có cái màu lên luôn ha. Cho này mình có bột nghệ đó, rồi các bạn sẽ trộn lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho một xíu dầu ăn vô trong nồi. Các bạn sẽ chiên khoai tây, khoai lang, cà rốt. Mình sẽ chiên trước ha. Lúc mình nấu thì nó không có bị gã. Còn nếu như các bạn mà không có chiên qua đó, lúc mà mình nấu sẽ bị gã và nó sẽ không có ngon. Có một số bạn thì mình đổ trực tiếp vô luôn, không có cần chiên. Nhưng mà mình thấy chiên á thì mình sẽ thấy nó ở ngoài cái vỏ nó rất là dai, và ở trong nó sẽ bùi và nó mềm nữa, nó sẽ ngon. Còn mình đổ vô trực tiếp thì nấu cũng được, ăn liền. Nhưng mà khi các bạn nấu thì mình có không có cần mà để nấu lâu quá. Đó, thì các bạn sẽ chiên sơ qua hết. Nó vàng cái lớp da ở ngoài là được ha. Vàng như thế này là được rồi. Thì mình sẽ gấp ra nha. Mình để lâu quá thì nó sẽ bị khét cái lớp ngoài á. Nhưng mà ở trong nó cũng còn cứng lắm. Nó chưa có chín đâu. Mình chỉ chiên ở ngoài thôi à. Mình chiên sơ ở ngoài như vậy là được rồi. Thì cái món ăn chay thì cũng rất là dễ làm luôn. Món này thì nhanh gọn lẹ nhất luôn á. Mình sẽ cho tỏi băm, sả băm rồi vô. Và mình cho sả cây vô luôn ha. Mình phi lên cho nó thơm á. Ăn chay là tốt cho sức khỏe. Cho nên các bạn nên một tháng mình ăn chay 4 bữa thôi. 4 ngày thôi. Thì mình sẽ điều độ được cái sức khỏe của mình. Mình ăn thịt cá nhiều quá cũng không có tốt. Và mình cũng ăn thịt cá thì mình sẽ góp phần vô sát sanh hại vật. Cho nên mình cũng hạn chế ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm cái gia vị vô luôn nè. Và cái này là gọi là mình cho hết những cái gì mình ướp hồi nãy, tàu hũ đâu nè. Mình ướp gia vị rồi đó. Sườn non. Và mình sẽ cho vô, mình đảo cho thiệt là mạnh tay ha. Và sau đó thì các bạn sẽ cho thêm nước cốt dừa vô để mình nấu cái nồi cà ri chay của mình. Và mình nói thêm cái phần về ăn mặn tiếp nữa. Là do là mình ăn mặn thì mình sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Các bạn biết không, thịt heo bây giờ, ngày xưa mình nuôi một con heo 1 năm 2 năm thì nó mới lớn mới bán được, còn bây giờ người ta chỉ nuôi có vài tháng thôi, toàn là thức ăn công nghiệp không à. Hôm bữa mình có mua một miếng thịt heo để về mình kho cho cả gia đình mình ăn á, thì trên cái vai của con heo á, không biết có thuốc hay gì hay không mà mình cắt ra là nó nguyên một khúc giống như cái cám á, giống như cái cám mà nằm trên cái vai vậy đó.
mà lúc đó mình thấy nó rất là ghê luôn, rồi nguyên cái thịt heo đó mình cũng bỏ luôn, mà cái chỗ bán thịt heo đó mình cũng không có lại mua nữa. Vì cái chỗ mua thịt heo thì mình hay mua là mình sẽ mua chỗ uy tín, nhưng mà lần đó không biết như thế nào mà mình nghĩ chỗ nào cũng uy tín hết á. Mà bây giờ các bạn biết uy tín thì nó uy tín một cái phần nào đó thôi, nó toàn là nhập heo công nghiệp không à, ăn toàn thức ăn công nghiệp không à, đâu có thịt heo mà giống như ở quê mình mà cho ăn cám cơm hoặc là nấu cháo heo ngày xưa mình ăn đâu. Các bạn ngày xưa ăn cháo heo không? Nhiều khi mình cũng có ăn cháo heo đó, ăn cơm cháy của cái nồi thịt, nồi cháo của con heo á. Nghèo mà, mấy cái đó chứ thấy ngon lắm. Rồi lúc đó làm gì có ăn, cơm gạo đồ nuôi con heo rất là khó. Kể hết câu chuyện rồi, bây giờ là đã xong cái nồi cà ri chay của mình rồi nè. Các bạn nhìn thấy nó hấp dẫn chưa? Và bây giờ mình sẽ cho thêm một xíu hành nữa ha. Và mời các bạn ăn cà ri chay chấm bánh mì với nhà mình nha. Đơn giản dễ làm thôi. Và mình sẽ cho một xíu cái hành lên nữa. Các bạn không ăn hành này thì khỏi bỏ vô ha. Và sau đây mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ để mình có động lực ra nhiều video mới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha.